Nằm trong chuỗi sự kiện chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên Tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam năm 2023, giải chạy Tự hào hàng Việt Nam đã thu hút hơn 1.000 người tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Công Thương, các sở, ban ngành của Hà Nội, các đơn vị, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành hàng có liên quan, đại diện các doanh nghiệp, người dân yêu thích chạy bộ. Giải chạy được tổ chức hướng về cộng đồng thông qua hoạt động thể thao có tính kết nối nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan, cổ động và lan tỏa tinh thần người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tới người dân, đồng thời biểu dương sức mạnh đoàn kết, tạo môi trường cho người dân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, học hỏi, xây dựng ý thức rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất, văn hóa, tinh thần. Bên lề sự kiện, giải chạy Tự hào Việt Nam còn có trải nghiệm, hoạt náo, mini game có thưởng, tìm hiểu về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, hoạt động giao lưu nhằm truyền tải thông điệp người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.